Cũng mà chịu quá mày à. Thắng rồi nó lập hơn. Tại phát đi. đèn hón này phải thế. Có nó rất đầy đấy. Quên này không. Nông hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Này chắc phải giờ tôi ý là xây đây. for time. Tuấn rất thích con mèo rồi. Đó như con nè, một con. Con mèo. người khênh nhau vứt xuống đấy luôn. À, xong cần tham vứt này. Dẹp thét. Dẹp thét này. Dẹp thét. Ô. Là thét này chứ không thét này. Ô. Không biết mày vẫn thế. Thét mà chịu không nhỉ? Chịu á. Chịu á. Không biết chịu đâu. Đó, bẩn chứ.